Xin kính chào anh em đã quay trở lại với cái YouTube của anh Phát Công Tơ. Như các bạn có thể thấy thì trong những năm gần đây thì cái trào lưu LED RGB nó đang trở nên khá là phổ biến và rộng rãi. Được rất là nhiều những nhà sản xuất họ áp dụng cái công nghệ LED RGB ở trên những cái linh kiện máy tính đó. Điều thứ nhất thì các bạn có thể thấy đó chính là RAM này, chúng ta có VGA, chúng ta có mainboard, rồi các fan quạt, bàn phím chuột tai nghe các thứ. Nó đã được trang bị công nghệ LED RGB rồi. Còn một trong những cái linh kiện máy tính mà mình vẫn chưa thấy, không phải là chưa thấy mà là thấy rất ít những nhà sản xuất quan tâm đến và nó được trang bị LED RGB, đó chính là những chiếc ổ cứng. Hôm nay thì mình có mang đến ở đây một chiếc ổ cứng đến từ thương hiệu Team Group có tên đó chính là T-Fox Delta. Và đây là gần như là một trong những chiếc ổ cứng đầu tiên trên thế giới được trang bị công nghệ LED RGB này. Và để xem thì chiếc ổ cứng này nó có điểm gì đặc biệt, LED RGB của nó có đẹp hay không, hãy cùng mình đi vào video mở hộp trên tay và đánh nhanh về sản phẩm này. Rồi ok, thì đây sẽ chính là chiếc hộp của chiếc SSD có được trang bị công nghệ LED RGB. Ở phần mặt trước thì nó sẽ có một số cái hình ảnh của hai chiếc ổ cứng với một phiên bản màu đen và một phiên bản màu trắng. Không biết thì ở bên trong này nó sẽ là phiên bản màu gì. Bên trên đây sẽ có thêm một dòng chữ, đó chính là T-Fox SSD Gaming Delta RGB với dung lượng là 500GB. Tuy nhiên thì các bạn sẽ còn có thêm hai sự lựa chọn khác là 250GB và 1TB. Nếu như cái hầu bao của các bạn không quá tốt thì các bạn có thể lựa chọn phiên bản 250GB. Còn nếu như em có tiền thì anh em có thể phang phiên bản 1TB cũng được. Ở phần phía dưới thì chúng ta sẽ có một cái dòng chữ đây là The Power From Team Group này. Ok. Về phần mặt sau thì nó sẽ có một số cái thông số mà các bạn cần để ý. Đầu tiên đó chính là cái nhiệt độ hoạt động của nó sẽ rơi vào khoảng đó chính là từ 0 độ C cho tới 70 độ C. Và cái kích thước của nó sẽ là 69.85 × 100 và nhân 9.5 mm. Và cái tốc độ đọc của nó sẽ là đó chính là 560 MB/s. Và tốc độ ghi của nó sẽ là 510 MB/s. Và ngoài ra thì các bạn để ý một chút, ở phần phía dưới thì nó sẽ được đồng bộ với một số cái công nghệ nổi tiếng đến từ các hãng như là Asus, rồi Gigabyte, MSI, rồi kể cả Asrock các thứ, như là công nghệ Aura Sync này, công nghệ RGB Fusion, rồi công nghệ Polychrom Sync này, là các thứ rất là nhiều. Và hầu như thì nó hoàn toàn có thể kết nối được với những cái công nghệ LED RGB đó. Và bây giờ thì mình sẽ cùng với anh em mở hộp ra xem bên trong nó có gì. Đầu tiên ở bên trong hộp chúng ta sẽ có một cái cộng cáp kết nối micro USB với một số cái đầu LED để chúng ta có thể cắm trên bên này. Mình sẽ bỏ qua một bên. Một số cái hướng dẫn sử dụng thì nó sẽ nằm trong hộp, mình sẽ không lôi ra làm gì nữa vì chúng ta cũng không cần đọc đến. Ở đây sẽ chính là chiếc ổ cứng của chúng ta, phiên bản màu trắng. Về phần thiết kế thì nó cũng có thiết kế tương tự so với những chiếc ổ cứng SSD thông thường. Vậy nên thì mình sẽ không nói chi tiết quá nữa mà mình sẽ nói những cái điểm nổi bật ở trên cái ổ cứng SSD này. Và nếu như mà so sánh với một số mà cái SSD SATA 3 đến từ thương hiệu Kingston thì chiếc ổ cứng này nó sẽ dày hơn một chút. Ở bên trên thì chúng ta sẽ có một dòng chữ T-Fox được làm nổi như thế này, các bạn sờ và cảm nhận được. Và một số những cái họa tiết hình mũi tên như thế này, nó có thể phát sáng RGB nếu chúng ta kết nối nó với lại main cũng như các công nghệ RGB ở trên chiếc máy tính của chúng ta. Ngay ở phần chính giữa thì các bạn sẽ có thêm một cái phần nữa, đó chính là một cái phần màu nhựa và màu trắng hơi đục đục một chút để có thể phát sáng RGB. Nó sẽ tỏa đều hơn và đẹp hơn, cũng như là nó có thể giấu đi được những cái bóng đèn nó ở trên chiếc SSD này. Ở phần chính giữa thì chúng ta sẽ có thêm một cái logo và phần phía dưới này thì chúng ta sẽ có một dòng chữ Delta được làm màu đen, nhìn trông cũng khá là đẹp mắt. Ở vị trí bốn góc của phần mặt trước này các bạn sẽ có bốn con ốc 6 cạnh để có thể vít chắc chắn cho con ốc chúng ta, và cảm giác khi mà mình ấn vào thì nó cũng rất là chắc chắn. Về phần mặt sau thì cũng không có điểm gì nổi bật. Còn các cổng kết nối thì cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ có một đầu cắm nguồn này, chúng ta sẽ có một đầu cắm SATA, và ngoài ra thì nó sẽ có thêm một cổng micro USB nữa để các bạn có thể kết nối được với phần dây kết nối như cái phần đầu mở hộp mà các bạn có thể thấy đấy, khi mà chúng ta cắm cái đầu này vào chiếc ổ cứng với ổ cứng. Và các bạn có thể cắm ba cái phần chân LED ở trên cái vị trí dây kết nối kia để bên main thì chiếc ổ cứng chúng ta đã có thể sáng được rồi.
Về cái thông số phần cứng thì như mình đã nói ở đầu video cũng như ở ngoài vỏ hộp nó in rồi, thì nó cũng tương tự so với những chiếc ổ cứng SATA 3 thông thường. Vẫn là cái tốc độ đọc của nó rơi vào khoảng đó chính là 560 MB/s, và tốc độ ghi của nó sẽ rơi vào khoảng đó chính là 510 MB/s. Kể cả mình test qua phần mềm thì nó cũng cho một cái kết quả tương tự như vậy. Còn về cái LED màu sắc này thì khi mà mình cắm vào các bộ cái máy tính thì nó cho chúng ta một trong những cái hiển thị rất là đẹp, và nó sẽ tôn lên một cái phần góc. Trước đây như những chiếc ổ cứng thông thường thì nó không có phần LED thì nó trông khá là tối cũng như là đơn độc. Còn khi mà chúng ta sử dụng chiếc ổ cứng này thì nó trở nên gọi là lộng lẫy và đẹp mắt hơn một chút. Cũng như thì nó hoàn toàn có thể đồng bộ được những cái công nghệ như mình đã nói như là Aura Sync rồi RGB Fusion, bla bla các thứ. Và đó là toàn bộ những gì mình muốn giới thiệu đến cho anh em về chiếc ổ cứng SSD đến từ thương hiệu Team Group này. Anh em có cảm nhận như thế nào về chiếc ổ cứng này? Nếu như là anh em thì anh em có mua và sở hữu nó hay không? Và cái đường link mua hàng thì mình sẽ để phần mô tả bên dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video kế tiếp.